Đây là em Khiếu, hôm trước em quay các bác nhá. Hôm nay thì chim căng hơn, ra nhiều giọng hơn các bác nhá. Và đặc biệt em này hót bắt cô chó cụt rất là nhiều các bác nhá. Hôm nay thì đến gần gọi mồm, chim đã xòe đuôi và muốn lên cánh các bác nhá. Giọng rất là hay luôn anh em nhé. Không có chống mái đâu các bác nhé.